top 3 công ty proptech có giá trị lớn nhất thế giới. Zillow Group. Vốn hóa thị trường hiện tại của Zillow Group là khoảng 33 tỷ đô. Đây là một trong những công ty proptech lớn nhất và thành công nhất trên thế giới. Cung cấp các dịch vụ bất động sản trực tuyến như tìm kiếm nhà đất, xem nhà trực tuyến, đặt lịch xem nhà và thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản trực tuyến. Redfin. Với vốn hóa thị trường khoảng 9,4 tỷ đô. Redfin là một công ty propTech tiên phong trong việc sử dụng công nghệ để tối ưu hóa thị trường bất động sản. Redfin cung cấp các dịch vụ như tìm kiếm nhà, xem nhà trực tuyến, tư vấn bất động sản và hỗ trợ giao dịch mua bán bất động sản. OpenDoor với vốn hóa thị trường khoảng 15,6 tỷ đô, OpenDoor là một công ty propTech đang phát triển nhanh chóng. OpenDoor tập trung vào việc cung cấp các giải pháp bất động sản kỹ thuật số để giúp mua bán bất động sản trở nên dễ dàng hơn. Công ty cung cấp các dịch vụ như đánh giá giá trị bất động sản, mua nhà trực tuyến và bán nhà trực tuyến. Mayland, một doanh nghiệp Protect đến từ Việt Nam, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái 26 sản phẩm công nghệ về tài chính bất động sản, đi tiên phong trong việc giải quyết các vấn đề nổi cộm trong tìm kiếm, giao dịch, mua bán và quản lý bất động sản tại Việt Nam. Liệu Mayland sẽ là một cái tên tiếp bước thành công trong làng proptech thế giới hay không